Hello các bác, hôm nay lại cùng nhau vẽ vời tâm sự tiếp nhé. Tôi nghĩ ở đây chắc chắn ai cũng đã từng bị tổn thương bởi lời nói của người khác. Đôi khi nó đến từ những người bạn, dù thân dù không, đến từ những người thầy cô trong quá trình các bác đi học, đến từ những người sếp, người đồng nghiệp trong quá trình các bác đi làm. Và đôi khi những cái lời nói mà khiến chúng ta tổn thương ấy, lại đến từ cái nơi mà người ta thường coi là bình yên nhất, đó chính là gia đình. Những cái lời nói mà gây tổn thương cho người khác thường thì xuất phát từ những người luôn mang trong mình cảm xúc tiêu cực. Đó có thể xuất phát từ sự ghen ghét, đố kỵ giữa bạn bè hoặc là đồng nghiệp với nhau, hoặc là sự thiên vị, sự trù dập, sự bất công giữa những người cấp trên, người thầy cô với mình. Đó còn là những định kiến, những áp đặt, những cái sự so sánh của phụ huynh lên mình. Mặc dù biết là không phải ai nói những cái câu nói gây tổn thương thì cũng mang ý xấu, và cũng không thể biết được là họ cố tình hay là vô tình nói ra những cái câu đó, nhưng ít nhiều thì những cái câu nói đó cũng gây ảnh hưởng tiêu cực đến cảm xúc của các bác lúc bấy giờ, đúng không? Và có một thực tế là trong bất cứ môi trường nào, hoàn cảnh nào thì các bác sẽ không bao giờ tránh được những cái trường hợp như thế. Nếu các bác có bắt buộc phải nghe hoặc là vô tình nghe được thì cũng đừng để trong đầu quá là lâu. Hãy ưu tiên cho những cái suy nghĩ tích cực của chính bản thân mình, hoặc trường hợp các bác không thể quên được đi thì hãy biến nó thành bàn đạp để bản thân mình trở nên mạnh mẽ hơn. Làm thế nào để sau này khi nhìn lại thì các bác sẽ không cảm thấy hối hận vì đã dành quá nhiều thời gian để suy nghĩ, để tổn thương, để nhụt chí chỉ vì những cái lời nói của người khác. Một lời nói ác ý thì công nhận có sức sát thương rất là lớn, nhưng nó sẽ còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần nếu các bác để cho nó có cơ hội len lỏi vào trong và ăn mòn ý chí của mình. Thực sự thì cuộc sống sẽ dễ chịu hơn rất là nhiều nếu các bác bớt nghe, bớt để ý và bớt suy nghĩ hơn một chút đấy. Tôi vẽ bức tranh này cũng là để nhắc nhở chính bản thân mình về cái điều đấy. Bớt nghe, bớt nghĩ, bớt để ý không có nghĩa là tôi vô cảm, chỉ đơn giản là tôi không muốn dành thời gian và suy nghĩ của mình cho những điều khiến bản thân mình tổn thương thôi. Nên là ở giữa, tôi sẽ vẽ một cô bé đang mỉm cười, bịp tai, xung quanh thì là những ngôi sao. Các bác có thể thay thế bằng hoa hướng dương, bằng kẹo hoặc bằng bất cứ loài hoa nào các bác thích, miễn sao các bác cảm thấy vui và đem lại cái sự tích cực, thoải mái khi nhìn vào bức tranh này. Xung quanh thì là những cái người đang mắng mỏ, chỉ trỏ và nói xấu mình đấy. Đôi khi cái thế lực này rất đông và nguy hiểm, nhưng mà không sao, bởi vì mình đã có một tinh thần thép. Trong suốt 20 mấy năm cuộc đời thì tôi cũng đã trải qua kha khá những cái lần bị tổn thương bởi lời nói của ai đó rồi. Nhưng thường thì tôi sẽ chọn cách lấy đó làm bàn đạp để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Sau khi phát thảo xong rồi thì tôi bắt đầu đi nét đây. Và bút đi nét hôm nay tôi dùng thì là bút Mavi Uchida ngòi 0.6 màu nâu đỏ. Bút này thì cũng là một trong những cái bút tủ mà tôi hay dùng đi nét. Khi đi nét xong rồi thì các bác cũng đừng vội lấy tẩy để tẩy các nét chì đi nhá. Thì đôi khi có một số chỗ mực nó chưa khô thì rất dễ bị nhoen đấy. Tôi bị dính mấy lần rồi đấy. Đi nét xong thì nên để 1 đến 2 phút rồi hãng tẩy cho chắc cốt. Hôm nay ngựa tôi ra trước đây này. Các bác có nhớ công thức màu da mà tôi đã nói 7-7-4-9 lần cho các bức tranh trước không? Đó là màu be pha với một chút màu đỏ và màu vàng. Khi đợi cái màu da khô để tô tóc và quần áo thì tôi sẽ đến cái phần nền xung quanh nhá. Vì xung quanh là biểu tượng của những thứ mang tính chất tiêu cực nên tôi sẽ sử dụng màu tối và tông lạnh. Đầu tiên là cái màu xanh đậm này đây. Và để ý khi mà tô những cái chi tiết gần nhau thì tôi sẽ chủ động để những cái phần viền trắng trắng như thế kia kìa, để lát nhìn tổng thể bức tranh sẽ rõ ràng tay và thân hơn. Kiểu nhìn các chi tiết nó sẽ không bị dính chặt vào với nhau ấy. Đó, mình cứ sử dụng màu này để tô các phần tách tách nhau ra. Màu này thì tôi lấy nước chấm luôn vào hộp để tô, không pha thêm màu nào nữa cả. Sau đó thì lấy một cái màu xanh dương sáng hơn, pha thêm một chút màu xanh đậm vào đó. Và cái cách tô thì cũng giống như cái phần màu xanh đậm tôi vừa tô thôi, mà chỉ lấy một cái màu tối rồi tô cho tất cả.
thì thực sự những cái tổng thể tranh của mình nó rất là nhạt nhẽo, mà dù là nhân vật phản diện hay là chính diện thì tôi vẫn muốn nó phải đẹp, nên tôi cũng cố gắng cho nó đa dạng màu sắc nhất có thể. Với cái phần còn lại thì tôi sẽ lấy màu tím pha với một chút màu xanh mình vừa tô ấy để cho có độ hòa sắc, rồi tô nốt vào. Thế là tôi đã xong cái phần phản diện xung quanh rồi. Xung quanh nó toàn sự tăm tối và màu lạnh rồi, nên ở giữa tôi sẽ sử dụng những màu sáng và tông nóng nhá. Cái phần tối của da thì các bác chỉ cần sử dụng cái màu nền ấy, rồi pha thêm màu đỏ, màu cam vào là được. Phần váy này là màu vàng, cam và một chút màu nâu này. Sau khi đợi phần váy khô thì tôi sẽ tô ra phần tóc. Tóc này thì tôi sẽ sử dụng màu nâu và một chút màu đỏ. Ra cái tóc và cái váy nó sát nhau, tôi nên để cái váy nó khô hẳn rồi hãng tô tóc. Các bác có để ý có cái chỗ bị nhăn nhoen không? Nhưng mà không sao, tôi là thánh chữa cháy rồi. Đấy, tô tóc xong rồi thì các bác lấy luôn cái màu tóc đấy để vẽ cái họa tiết lá cây vào trong váy của con bé này. Cái họa tiết này thì nó cũng chả có ý nghĩa sâu sắc gì đâu, đơn giản là để cái váy nhìn nó đỡ trống trải hơn thôi. Để cái độ chính xác cao hơn và tỷ lệ phải xé tranh vẽ lại thấp hơn thì các bác có thể thay bằng bút dạ hoặc là bút chì màu. Còn cái áo bên trong của con bé này thì tôi sẽ cho nó một cái màu vàng nhạt. Lúc đợi cái áo này khô để thêm họa tiết chấm bi vào cho đỡ nhạt nhẽo thì tôi sẽ lấy cái màu mà tô cái phần tối cho da ấy, để tô vào cái phần lưỡi cho mấy cái con đang chỉ trỏ xung quanh. Cuối cùng là còn cái phần sau này thôi, thì tôi sẽ sử dụng màu vàng và màu vàng cam. Vừa rồi thì tôi sẽ thêm họa tiết chấm bi vào cái phần áo trong này. Lấy cái bút trắng để vẽ thêm vài ngôi sao và chấm chấm làm cái cú chốt cho bức tranh này nhá. Vậy là tôi đã thêm được một bức tranh vào series 60 bức tranh treo tường của tôi rồi.